Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi qua bên quận 5 ăn cháo 1.000, 2.000 cả nhà. Cháo 1.000, 2.000 này nằm địa chỉ là 221-10 Khoan Văn Khỏe, phường 5, quận 5 cả nhà. Mà cả nhà vô khách rất là đông cả nhà. Tô cháo 1.000, 2.000. Em quay sơ cho nhà xem. Mày cháo 1.000, 1.000, 2.000 hả chú? Đầu cá lóc, tấp mỡ kho quẹt, tôm. Qua đây nè, quay qua cơ. Dạ. Còn bao nhiêu tấp quán ăn gì hả? Dưa mắm. Quán gì hả? Tại vì con coi à, con mới biết qua đây nè chứ. Rồi bán cát lợi khô nữa. Giờ cái đây là thố trứng muối. Ủa chị, cháu mình bán nhiêu tô chị? Dạ, cháu mình bán nhiêu tô chị? Một. À. À tô này là 2.000. À 1, 2, 3. Còn mấy cái món này là bao nhiêu, mình kêu nhiêu một phần? 5.000 hết. Mình ăn như mình kêu nhiêu vậy, kêu cháo trước đi. À, chị khách ngồi khô cũng có giá luôn. Rồi bây giờ tô mấy ngàn? 2.000. Rồi 1.000 đi. Thôi cho em hai tô 2.000 đi chị. Với cái này mỗi cái một phần. Phần dưa mắm, phần tôm với một phần kho quẹt. Phần kêu nhiêu kêu à. Rồi, kêu cháu đây là 1.000, 2.000, 3.000. Dưa mắm ngon. Còn cái khô cưng ăn là khô gì vậy? À, tép mỡ hả? Cái là tép mỡ. Đây là tép mỡ. Cho chị 2 tô 2.000. Với cho chị một phần tấp. Mỗi cái một phần. Cái này là hộp vịt muối, rồi có bán bánh tét, đầu cá lóc. Còn tôi cháu chỉ 1.000 một tô thôi. Cháu 2.000 một tô quá nha. Ăn đông lắm quá nha. Quá đông luôn. Cực kỳ đông luôn. 1.000, 2.000, 3.000. Rồi dưa mắm, tấp mỡ. Đông quá mình đâu hỏi được đâu. Đông giờ quá cái mua đại cái nha. Người ta đứng gì nè cái nha. Rất là đông. Xe đậu dài vào đường luôn. Cháu rồi không? Đó. Đây là đặc biệt độc lạ đó cả nhà. Cháo trắng hồng vịt muối. Quán này quá hot luôn mà. Không, mệt người ra quất 2.000 cháo thôi là cũng đủ. 1.000 cũng có luôn. 1.000, nhưng 1.000 không đủ đâu. Tô này 2.000. Tô này 2.000 cả nhà. Sao? Cái này bán sao? 5.000. Xích vô. Ở đây là con này 5.000 con. À 5.000 con hả? À 2 con 10.000, tấp mỡ này 5.000. Cá này 5.000, dưa mắm 5.000. Là 20.000, với 2 tô này nó là 24.000. 24.000 bao no cả nhà. Ở đây kia thêm dĩa cơm mắm nó đi. Thôi ăn hết rồi kêu. Wow. Hấp dẫn cả nhà. Trên Sài Gòn đừng nói là chỗ rẻ không có nha, chỗ rẻ mà ngon mà bổ luôn á. Nhất là bệnh mới vừa khỏe ăn cháo là tỉnh luôn. Thôi vợ chồng mình mời cả nhà ăn cháo cả nhà. Mình mời cả nhà ăn cháo với vợ chồng mình. Đó. Hai đứa ăn đôi hả? Thôi, một đứa thôi. Có nước không ta? Đây đông quá anh ơi. Đông lắm quá nhà ơi. Đông giờ mình ăn cái nào trước ta? Ăn tép mỡ đi. Nhúng nhúng vô cháo này nè, đó chậm cháo ăn. Không. Ủa đẹp ngon quá nha. Ngon hả? Để cho người con tôm đi. Không ăn, nước quẹt ngon quá. Kho quẹt quá ngon. Ngon ngon. Tép mỡ. Kho quẹt tép mỡ. Ừ, ngon quá. Trời ơi, 1.000, 2.000, 3.000 cháo. Nhiều loại à. Hình như có hộp vịt muối nữa. Có vịt muối nữa. Ừ. Không vịt muối đâu, vịt muối mình ăn hoài à. Ừ. Mấy món này ngon nè. Ngon. Ủa như mắm. Chơi ớt kìa. Thôi, này ngon quá. Chơi thêm chén này nữa đi em ơi. Như mắm ngon quá. Ngon quá. Cho chị chén tấm mỡ nữa đi rồi. Ngon quá. Tấm mỡ ngon là độc địa luôn. Chồng lên. Ừ, chồng lên. Hôm qua kêu kho quẹt tép mỡ này ngon. Ngon. Ừ. À, một chén nữa.
không đổ vô trồng lên luôn cả nhà. Đây chắc nước nước ngon trồng lên. Phán ủa đó. Dưa mắm ngon lắm mình không cá lóc em ơi em dẻ cá lóc em ăn tanh dẻ cá lóc nữa nha cả nhà. Cá lóc có quẹt cá luôn cá nè. Ồ cá lóc ngon quá đây đập cho anh. Đó qua miếng ruột cá lóc không để coi biết thôi kiểu dân quê đó nha. Cái kho kiểu dân quê ở nhà ngon đó nha. Ngon quá. Cháo 2.000. Đó có tí ra luôn rồi. Tô cháo rẻ nhất lần này. 1.000, 2.000, 3.000. Không mà không tiền ăn tô cháo 1.000 với chén kho quẹt là được rồi. Chén thấp mỡ luôn. 6.000. 6.000. 6.000. Ăn ngon luôn đó nha. Khỏi nóng. Trời em kêu một chén kho quẹt với một tô cháo là chỉ có 6.000 thôi. Thôi quán bán không kịp luôn. Quá đông luôn. Ngon. Em ăn cái này. Ngon quá không? Ngon quá không? Ngon. Không phải ngon quá. Thì ngon ha. Gấp cho em đi anh. Đây gấp miếng thôi. Nhiều. Đó, từ miếng thôi. Mà hết sao? Có 5.000 nè. Đổ. Mình kêu bằng này, bằng này. Kêu gì nữa? Kêu đi. Còn dưa mắm thôi. Cũng quẹt thôi. Nhưng quẹt nữa ngồi con ăn nữa. Con mời tôi ăn không ăn tôi thêm cho cháu nữa. Con ăn chút dưa sao? Con cho cháu nữa. Ngon quá. Ăn sắp mỡ nướng không? Trời. Trời. Sắp mỡ nướng không? Thử không? Nướng rồi chán còn quạt nữa. Em ơi, cho chị một cái sắp mỡ nướng á. Với một chén dưa mắm. Em ăn được vịt đâu? Hả? Em ăn được vịt đâu? Em ăn được vịt. Ăn không ăn. Đảo quá. Chứ tô cháo thôi. Tô cháo 1.000 thôi. 1.000 thôi. 1.000. Tô cháo 1.000 thôi. Cho chị một tô cháo 1.000 nữa đi coi. Kêu thoải mái được coi nè. Cầm. Cầm. Dạ. Cầm 10.000 đi ăn là đã luôn. Mình cho hết luôn. Ăn mà tao không kịp bán luôn mà. Dưa mắm này ngon lắm cả nhà. Đó. Tô cháo 1.000 khác hơn tô 2.000. Nhỏ hơn miếng. Đây. Vô luôn cả nhà ơi. Ngon lắm. Đã quá. Để đó cho người ta tính tiền á. Chúng mà để tính tiền hả? Vì em kho giống ăn thứ gì cho ăn được không? Không. Có bí quyết. Đừng nghĩ cháu 2.000 mà ai vô ăn cũng được hết trơn cả nhà. Sang người ta vô ăn sang nhiều lắm á. Ngon. Cực kỳ ngon luôn. Ủa em có bán nước uống không em? Dạ. À. Sao? Có nước mà. Gì qua. Vô giống như cái quầy vô đó là mình ai để kêu. Ở đây cả nhà có bán nước mát sẵn luôn hả? À, cho nhiêu
có nước mát đây nha. Để kêu lại thùng, dở thùng lấy luôn. Thấy nước sâm. Hết ăn cháo trắng lắm. Rồng lắm à. Cay quá. Hồi qua ăn ớt bữa nay bị cay hả? Cay quá. Ê quên nữa, đắp vô mắm cho em. Mà quá. Ê. Vô mắm ngon lắm đó nha. Từ cháo 2.000 là đối với em là ăn no rồi đó. Thôi mình ăn 3 thằng cháo được rồi. Ngon quá. Cái đó mũi mình dính với đồ cay đó nha. Đồ cay là mình hay bị gì. Ủa anh ăn hết luôn à? Ăn hết luôn, em hết cháo rồi. À đã quá. Em đợi em tấp mỡ. Hết tấp mỡ rồi? Đâu có tấm mỡ nướng á. Ờ tấm mỡ nướng nè. Đã quá. Vô mắm này ngon quá. Mắm giòn khấu luôn á. Nhưng mà như mắm giòn khấu luôn. Giòn luôn. Cái nhà có gì qua bên quận Năm ấy à? Như vậy là 221 đẹp 10 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 5. Ăn thử cực kỳ phê luôn. Nhất là mấy cái món bổi này ngon. Cháo thì bình thường đó nha. Nhưng mà đa số cái món bổi, món hồ quẹt, như chua, như cá lóc mình thái ba món này nè. Ngon. Còn hộp vịt mình ăn hoài mình không ăn. Đông quá. Quá trời còn đông. Nhanh tay thì còn, động tay thì hết. Hai vợ chồng mình ăn hết nhiêu đây nè cả nhà. Anh ăn hết nè, vô mắm luôn anh. Điếm mấy chén hả em? 1, 2, 3, 4, 5 5 chén, 6 chén. 6 chén. Với trứng hộp vịt muối. Dạ. Dạ. Hãy mua em về cả nhà. Em về cho mẹ. Ừ. Không mua quẹt. Không, có quẹt mà đâu ăn đâu. Có quẹt ngon mà. Ăn hộp vịt muối à. Hả? Còn một nồi. Còn một nồi á nha. Không mướn bà kho được gì luôn. Không kho được. Một cái là mở cháo 2.000 á. Tất nhiên những cái món bỏ này làm cực kỳ ngon cả nhà. Đúng rồi. Nói chung là ai cái quê cũng ăn gì hay dân sang, dân sang thấp gì cũng vô ăn được hết trơn. Học sinh rồi. Tại vì á, đậu bỏ nó ngon lắm. Tại vì á, vô kêu một tô cháo này chỉ có 1.000 thôi, và một chén này là 5.000, là chỉ 6.000 là ăn được rồi. Đúng không? Sinh viên con mình nó còn khoái mà. Cho nó 10.000 nó ăn hết đấy nè. Chúng ta vô nữa cái nhà. Đông lắm á, phải chờ. Chờ lâu lắm á. Hai tô. Quá phê. Ồ, điểm rồi. 1, 2, 3, bao bao cháo phải không? Cái này 6 chén. 6 chén. Với 2 chai nước sâm. Cái này sâm mát nè. Nước sâm gì nữa? Nước mát. Thôi mình gọi là sâm mát đi. Đó, nó mua rỗng rồi. Rồi. Quá ở chỗ ngồi bên hông ngồi nó đông lắm rồi. Ở đây phải không? Mười mấy năm rồi đó. Thôi bây giờ mình phải chờ. Mình chờ anh mua đem về. Ngon quá. Nó ngồi hè ăn luôn đó nha. Không, đây còn. Đóng là ba người nấu, ba người làm đóng. Ở dưới chú kia ở ngoài. Rất là đông. Ta vô liên tục luôn đó nha. Trời đợi mới ngon quá không? Trời đợi mới ngon. Không có nhà có dịp thì đi qua bên đường Phan Văn Khỏe 221 Sẹt 10 phường 5 quận 5 thì cả nhà ghé ăn thử cháo 1.000-2.000. Đặc sắc nhất là đậu bổi cực kỳ là ngon. Mình coi mình ăn hết bao nhiêu tiền anh? Tính được coi. 46 35.000, 35 với cái này 5.000, 40.000.
Hai chồng no ứ hự rồi. Này hai, này 5.000 nè. 5.000. Cái này 6 chén mà tại hai con tôm là 10.000. Ừ. Là 35.000. 35.000. Với năm là 40. Là 40. Cái hai chai nước này chắc 10.000 nữa. Hai quá. Nước bỏ bên bên đi, này là hết này 40. 40 là 40 quá bao no rồi đó. Nhà. Thôi thôi vừa. Bao no luôn, 40.000 bao no luôn. Mà đồ ăn nói chung là đặc biệt là một cái ngon lắm nha. Mình thích nhất cái kho quẹt cực ngon lắm, cực kỳ là ngon với dưa chua. Dưa mắm anh. Dưa mắm chứ. Giòn ăn đã lắm nha, rất là ngon. Thì cả nhà có dịp thì ghé ngang ăn thử. Thôi clip mình kết thúc ở đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ ủng hộ cho kênh Quán Dĩa Hàng để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.